Hey, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thôn văn hóa Fairfield tập trung ở nhà của anh Linh và Âu. Hey, ghệ mình. Nay anh Hà nhưng anh hứng lên cái anh mua đồ, anh nấu lẩu mắm, anh đãi mấy anh em Fairfield. Rồi, bước vô đây. Anh em đông đủ quá. Đây là cây nhà lá dừa nha, đó rau muống nhà anh Linh trồng luôn nè, có sẵn luôn nè, đã không? Đã ta, Linh rau muống nhà trồng hả? Ừ, chút xíu xào tỏi nữa. Xào tỏi đen đúng luôn, đây đây có gì nè, nướng gì anh, nướng gì vậy? Đang nướng này, này. Xào tỏi với lại cái gì nhiêu được này, danh long dịch gì thi ca sĩ tay đủ với ta. À, anh Quang ơi, tỉnh anh Quang, tỉnh á, tỉnh á. Hà nè Hà, Heo. Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Heo đây. Giờ đưa vô cái quán vậy là nó biết nói gì rồi. Ê tới. Hello. Cái vậy không, phải chào các bạn rồi đó. Muốn tươi quá ha. Bén rồi, muốn bén. Muốn này là muốn làm á. Muốn làm hả? Ủa, cái này ăn sao nè? Lẩu mắm thôi. Lẩu mắm lâu lắm chưa ăn, ăn sao quên ta. Thì trời mưa thì mình ăn lẩu mắm thôi chứ sao. Cái này phải uống rượu chứ hả, uống bia đâu đúng đâu hả? Này uống rượu á. Rượu à, cái chum bò chút nữa kìa. Chum bò chút không, có không? Chum bò chút hả? À, có bà Hương chấm không? Phan đi vô hỏi bà Hương, bà Hương sợ chưa? Nó về thôi. Đây, để vô thăm mấy bà hôm nay nha. Ghê. Em thả vào. Hương, tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Uống chừng còn chút nữa không? Bỏ đi. Thầy bỏ rượu chưa? Thầy chừng nào uống lại? Sáng năm. Sáng năm tao chống mắt tao coi nha, Lan Anh. Má xạo xạo. Bữa bà Hương với bạn bên nhà anh Dũng, bà Hương làm ghê quá, ai cũng sợ hết. Bình thường mà. Nó về nó ối lên phòng ngủ, nó ối lên xe anh tí luôn. Ôi, đậu rộng đâu chồng hả? Đâu có chồng đâu, chị ấy Hương à. Ừ, ngon. Ừ, có đậu rồng nữa không? Cái này ngon nè. Toài, mực nướng, ngon. Mực ngon quá à. Ừ. Tôm mù nha á. Vợ uống rượu nữa không vợ? Em sợ rồi, sợ ông Hương lắm à. Hương điện thoại em luôn á Hương. Thấy con mắm không? Này là sợi tỏi hả? Không, này trụng, bây giờ đáng lẽ phải bào rau muống. Mà giờ không có. Tôi muốn nhà đâu. Lên quá trời đã ha. Thì đó, giờ mưa đã lên nữa rồi. Thôi, cho nhậu cái. Đây, lẩu mắm, lẩu mắm. To bự á. Nó bán nhiều quá là nhiều á. Cục xíu quá tí để à. Má ăn mà còn lấy dành nữa ghê. Hôm qua cà tím nữa nè. Đó, rau lẩu mắm nha các bạn. Có cá không? Sắm chiên cá lên đây. Cái này ăn mùa đông mới đã chứ hả? À giống như em mua hồi mùa đông à. Đầy đủ nha, có cà tím, rau sống. Em mua nó bị xinh. Mực, tôm. Nhà Linh trồng hết rau này nè, ghê. Ăn là khỏi tốn tiền rau. Ngon quá. Cái này mà bào dễ quá, ngon quá. Đây lẩu mũi heo luôn nha, lẩu mũi heo nướng. Có 2 3 chén đi. Ủa đây à. Món này của Âu ướp ngon lắm. Ủa có cá, cá sống nữa hả ta? Cá sống. Để ăn đi. Rồi lên đem ở đây mớ cũng được. Cá là nhiều nha. Thơm không? Ngon. Hỏi thi nha. Thơm mùi nhân mũi á. Rồi danh giờ tiền nào tới nhà mày mày? Nói anh em đi hết rồi đó. Tiền nào anh muốn tới thì tới thôi. Nói em cái ngày sẽ tới thôi. Vậy giờ tới nhà danh nha, giờ hết rồi, hết nhà để coi lịch. Cuối tới nhà chùm cuối á. Cuối kiểu đeo đó kìa. Chị Phương nó đang build nhà, nó build xong nó mới cho qua. Anh em ăn lẩu dữ quá. Mà hôm nay ăn lẩu phải có rượu mà không có rượu ha. Mà đây, nhắc vẫn dở rồi có, rồi chết á, đương Hương là nó chạy. Thôi giờ hửi hửi cái ói với man, chưa tỉnh đâu man. Sợ rồi quá, sợ rồi. Sợ rồi, em sợ rồi. Không quên sai. Đây, hiện tại thì mấy anh em đã no nha, anh Quang nữa Quang. Không, no rồi. Mấy bữa nay quá mệt rồi. Chân coi chút.
Sợ chưa? Lé là lé, sợ. Lo nó quay vậy nè. Bình thường, nó bình thường. Má nó đánh thuốc rồi mà tao nằm ngủ luôn. Á hoàng của đó là bà bóng luôn ha. Không, cái rượu, cái cây. Ê, sao lâu lâu mẹ nói sao bữa nhậu bên Vĩnh Dũng có Mộng Hà quận 8 kìa kìa. Quay phim Mộng Hà quận 8 kìa đó. Bữa đó đây, bữa anh Hà đá banh nè, anh Hà coi vết thương ơi, cho fan nó thiết bỏ đá banh bị Mỹ Đen nó quýnh rồi. Cái đồ đâu? Trời ơi là trời. Đó, bữa anh đá anh dập với Mỹ Đen nó dập với ảnh á, à, sưng hết. Ghê thiệt. Một né ra, mình lớn tuổi rồi ok. Bữa đó lỡ vô kê nó ai tưởng lời mà anh ở nhà mình lỗ banh chịu thôi sao giờ. Đó cho nên ảnh không có đi ăn nhậu được. Rồi bên đây mấy anh em cũng im luôn rồi, xong luôn rồi. No hết rồi đúng không? No quá. Đừng no luôn đừng. Rồi no luôn. Lên 2 cholesterol riết. Oh, món mới không ơi. Cái gì vậy? Đọc. Dạ đây đấy, đó vô đây. Nó đồn thức. Thầy Dương đó, cái tay dùng chào quá. Đó là sao? Chúng ba gì? Dạ. Ủa làm gì hả? Làm gì hả? Hát ok hả? Hát ok được luôn hả? Có eco luôn bộ. Hết hồn. Ừ. Có, này là do này xà lông hay là xà quýt đây? Lông ừ. Cái này hấp được thôi. Này clem này clem. Bỏ vô cái nồi nước con cho nóng không? Này clem thôi, nghiêu. Nghiêu là Việt Nam cái gì ta? Chính chưa? Clem á. Chính rồi. Chỉ bật bếp lên thôi. Ý là muốn để cho nó không? Không ngon. Mấy anh em no hết rồi giờ. Giờ chắc chỉ uống thôi chứ ăn gì nổi nè. Để em sợ anh tí nè. Ăn gì vậy? Tiểu quần. Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Tức canh tôm. Xấu quá. Dục cái quần ăn đồ que, dục đó luôn. Quá ghê vô cái gì. Cái gì siêu thị ở Vũng Tàu á. Má rau quá. Má ghê. Mấy lần bên tí về cũng vậy á. Má về nhà mở cửa cái là khoai cửa là âu đấy. Nhìn ba con kìa. Bung cửa cái chạy vô. Mà sao biết chạy sao đi nhà anh tí. Cái lồng bệnh dạng tí á còn nhàn dũng anh là mới bị đứa bảy á ghê ông cây luôn chị không gì lúc mình về Việt Nam á là ông theo á đi thị liên đúng không ngồi đó là cái tay nghe cái gì đằng sau hết rồi hết cả thở đổi cái con ngồi mà không nhận nổi ngồi đầu má hàng ngày xưa lúc anh còn dưới quê là đi cầu với vui nguyên cái khu vực chợ đó là nó một cái ao đó là phụng vụ cho nguyên cái chợ đó đó là coi như cái một cái cầu là ba bốn ngăn đâu thanh niên á là riêng còn phụ nữ riêng mà khi mà nước lụt nó lên á là tầm này thôi à cá dưới nó quá trời vừa xuống cá nó lớn lên vừa xuống cái là cá nó quậy á phải nhớ lên cái đó thì dính lưng nhiều lắm thì sao không biết ở xong thì đi có mấy con nhện nhỏ nhỏ mà ngón tay rồi mà trong hồ á trong hồ mình nuôi cá nuôi cá bự đó còn nhện nhỏ phía sau là con nhện nhỏ mà má cái bay lên một bậc ông lên là cái ai gì đó gì á chưa hồn má ý ngồi vậy nè cái buồn cái ngồi cái thằng á cái rách lên đây là cái bên này cái buồn tắm lên dọc đầy luôn á má gì đó gì đĩa luôn á má ghê đúng nghĩa là đỏ đẻ luôn á má nó ra mọc chanh luôn á má nó thật rồi đó nó trúng thật trúng thật anh trúng thật nguy hiểm lắm á ăn vô trường chấm mắm nêm á đi nhậu á đúng không biết món đó là món nào thì ăn nhậu ở nhà em nhớ em làm cái thịt bò mà bữa chậu xong về đó là chạy sau ngày trúng thật luôn cái thằng mà chung là mình chạy ổn chạy ổn không nổi luôn á không kiểm soát trên dưới không kiểm soát chung vậy má đừng chạy ngại ngứa cho bắt đầu má người khổ làm tí không à mày lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu có chạy sạch chậm á đó mày hoài luôn không lấy sạch không không tại vì á sao thường nó uống bây giờ nói với cái quen nói với xe rồi nói với quen à bây giờ nói hai lần trên xe rồi một lần chiếc xe Ford nữa kìa đã tới kia cũng bóp hồng cho nó không chịu ờ để nó đi chơi đi xe ra cái đó bị con cá rồi đó hai kỹ cầm hai còn bóp hồng nó nói xong chở lên xe lần sau phải cho chứ lần sau xe đó là gian đó là một lần đi chiếc Range Rover là thập cái đầu ra ói ở ngoài được rồi cái lúc mà nhậu mà bên này Phương với nó trường nhớ không nhà tí á ở Bò Gò nè hai con nó ói đùng mới đây đá banh mà bữa sinh nhật sân vang rồi bữa mới đây này phải đứng luôn nè
cái vụ đó nhậu á, mới đây là cái vụ mà mình đi ra câu cá ở ngoài chỗ Forest Spot á, ngay chỗ Acid Bomb nấu á, đi tay về hai bà Rồi hết rượu trong nhà lấy chai bụng hỏi rồi nó như là người khác luôn á. Má trời ơi, quán cười chết, đi vô qua bà kia nó mời không chào chú á. Ủa mấy anh đi đâu hết trơn rồi, bữa nào mà canh canh cái khúc mà chỉ lại gì là mình để động cái OK anh Linh, bây giờ bắt đầu xào rau muống xào tỏi anh Linh. Món nhậu cho mấy anh em nha. À heo thiệt luôn heo. Heo giờ bắt đầu lấy rượu luôn các bạn ơi. Anh em còn đang nghe mùi của bơ hộp thứ tư mà giờ uống rượu luôn. Nấu cái lên để viêm đệm ấm nữa. Về má la hả? Má la. Má la. Ở nhà mẹ nấu, ra chầu nấu. Ủa sao mấy kênh mình toàn mấy má mấy ba coi không hả? Biết hả? Bằng cứng. Biết. Bây giờ nói tí gì nhà hỏi ai? Mẹ không coi. Hỏi hai đứa nhỏ. Mỗi lần trả hai đứa nhỏ ba là hỏi. Tối qua đâu chơi con? Nhớ lên hôm nay nè. Hôm nay cái đâu chơi có, hôm nay khen lên gì? Biết hết. Rồi hồi nãy em gái em nhắn á, mẹ coi là thấy qua chơi vừa á, rồi nắng cái đó. Bạn quá ra muốn nhà chồng tỏi, nhà trà nhà mua với lộn không có chồng á. Tưởng tỏi chồng luôn rồi. Tỏi lên. Tỏi lên mới đem keo tỏi. Ủa tỏi dễ chồng, ta sao không thấy ai chồng tỏi hả? Khó chứ, tí gì khó chồng á. Tỏi là nó cái cũ hả Tuấn? Cũ như đất rồi xem chồng rồi giống như của hành vậy đó. Giống của hành đó nhưng mà để cái đó cắt đó nó qua với lại cái gì nó gọi là mà moonshine luôn à. Im hả? Cái này là moonshine nhưng mà nó pha, như cái này là giống như là nào. Bây giờ anh em vô sớm, vô cái bữa anh mời em vậy, anh mời đây chùa đi, tao mà vô kìa, anh mời lại em. Cái này nó mùi thiệt, mình sẽ nè. Rồi mi mật tao. Còn không cái này là mật tao khí hộp. Mật tao khí hộp. Rồi mi mật tao. Tao vô quay vô. Mật tao đi. Thấy sao này không? Vô quay bà Hương ơi, rượu sao? Không muốn gì. Để vô hù bà Hương nha, bà Hương bữa sung lắm, để coi giờ có sung nha. Gì vậy? Mời bà Hương. Bữa Hương nè Hương, bữa Hương mời anh Vịnh mời lại em nè. Mua sai đó Hương. Đúng không? Này nhẹ lắm nè yêu hả? Không. Uống đi lắm. Sợ rồi, ủi sợ rồi. Uống đi lắm hồi về ói chơi. Về ói chơi này nọ. Bữa ói xe anh vừa ngủ gì đó. Xong quá mà nạo đẻ đậu mất trốn dưới bụi cây cũng đè ra. Ủa Hương mới sợ nữa Hương. Đây Hoa cười nhét miệng kìa. Bữa nó mời em mời lại nói giùm anh coi, em mời lại nói một ly. Anh muốn ói nữa hả? Ừ, em ói anh đâu ói đâu. Bà Hương nay sao hiền vậy ta? Bữa súng mà qua bàn mấy ông. Ủa mấy anh đi đâu hết chưa rồi? Mấy anh nó ghét em lắm. Nó không trở về đâu. Hôm nay mấy bà hôm nay yếu quá. Mấy bà bữa bên nhà anh Dũng. Tha đi. Tối giờ mày còn được hưởng nha. Chứ còn tao uống cái này tối giờ tao được ông vợ chạy. Tại vợ tao đâu có đâu. Rồi ông vợ mày chạy hả? Uống à, uống vậy. Đâu dám. Trốn. Đù cái này em nghĩ đống này em nghĩ xào lại chừng nửa dĩa à. Sao Linh với lại Tính ra làm đâu muốn nha. Đúng rồi, đang quay nè, đang quay. Bây giờ tí đâu có cho làm đâu, tự quay mới làm. Vô anh Linh thử ai vô nè. Đó. Người chút xíu để thôi. Anh là YouTube chết à. Tức này à, dữ lắm, đó, tỏi vô. Cái này phải để tỏi mà tỏi cục với nó mới ngon ha. Mỗi người ly thì mỗi người ly đi. Đó. Đơ, bà bạn quá. À, thằng bà. Kìa cái bịch hớt kìa. Hớt kìa. Rồi, tí vô trước rồi nha. Vô hả, vô rượu hả? Mã ghê rượu luôn. Rồi xong. Sai bả gì? Công nhận mùi tỏi thơm quá.
Dạ. Vậy được không? Không rượu được kìa. Nó chạy chút cho chạy. Bên đây là mấy anh em nhậu cả nhà lá vườn hết nha. Quá. Không 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 có nhà cái em bình thường. Uống được thơm thơm như quế bình thường. Không biết có say không thôi. Đây, vợ ơi, chồng của Triệu đang đây. Có nhiều người hỏi quá. Ông đã bị nhăn mặt vậy. Hả? Hỏi chồng Triệu đây đâu, Triệu đây chặt. Nó chặt sao? Đó, có 100% luôn. Đó, đó. Vậy lên. Mẹ lên. No, một đêm, một đêm. Nó ngọt ngọt ta. Một đêm. Ồ, ghê ghê. Ăn chưa đi dễ là biết rồi á. Nó mất bịch quá. Này gì hả? Nghêu. Nghêu hả? Nghêu. Nghêu. Bên đây không có nghêu. Xào với rau muống luôn. Ờ. Có xào nghêu luôn. Rau muống, rau muống, rau muống, đưa giùm rau muống đi. Nửa dĩa, nửa dĩa. Đâu đâu, chưa hết luôn, chưa hết luôn. Hết luôn, nó xèo lại nữa. Dạ, dạ. Này cũng để rớt miếng mày. Dây bỏ vô đâu phải. Có gì đâu. Trời ơi, nữa. Bỏ vô hết. Coi nè, coi nè. Má ở vừa sống lâu có gì đâu. Không mà thường thường xào tỏi là xào xong á cái rau muống nó phải xanh luôn nó mới hay. Đỡ đỡ ra. Đỡ đỡ ra, đỡ sao, đỡ sao, đỡ sao. Tắt lửa là. Đây uống rượu luôn, ăn cái này không? Đi hấu nè. Đổ về nè. Má rau muống mắc lắm đó nha. Rau muống ngoài bán là 7-8 đồng bịch á. Không bán này, bên đây là rau muống mắc hơn thịt bò. Đúng rồi, bên Mỹ này là rau mắc hơn thịt nha các bạn. Cái gì đó? Còn hến. Đâu phải hến đâu. Bởi vì mùa hè mà trồng rau, bởi vì ai cũng trồng rau hết. Ok, bây giờ có nhiều fan hỏi anh Heo nên mở channel riêng. Giờ anh Heo có ý kiến gì không anh Heo ơi? Rồi, có biết gì đâu mở. Nhưng mà fan hài hước mà fan thích, đúng không? Rồi, làm chung với anh Tí vui rồi, đúng không? Anh Tí lên, anh em ủng hộ cho anh Tí lên 1000 shop thì fan Heo có lương với anh Tí thôi. 1000 shop gì mẹ, tao rồi. Chịu, chịu chứ. Mày quá. Chị vui là em vui rồi. Đó, chứ còn bây giờ đúng không? Nhiều khi mình mở ra mất công mà tình anh em chúng ta chắc có bình lâu nữa mệt lắm. Mở ra mà đừng có nhớ rủ anh em lại rồi hùng mở trên hồn lum la. Ờ chẳng lẽ bây giờ anh Tí một cái camera, tao một cái camera kỳ vậy? Mà ông kỳ ông chết rồi hả, đúng không? Ờ kỳ chết rồi, suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ đi hả? Mà nhưng mà mày biết chỉnh edit phim này nọ không? Không. Không biết thì học. Không biết thì học chị nhớ. Giờ YouTube đây. Không giờ, không giờ Tướng Mai với Trường làm trên hồn đây nè. Tướng Mai chỉnh phim, quay phim Trường đó. Không chơi với giới mà chơi ý kiến mà. Thôi mở làm gì mệt quá. Chứ à, mấy bạn thấy không, heo làm thế. Heo vui nhưng mà lúc nào cũng vậy, heo tiệc nào cũng có heo đó. Trên mấy bạn nói giờ heo mở trên hồ heo cũng đâu biết nói. Không lẽ giờ nó để mấy phim nó ngồi nó ăn cơm với ông già nó. Với lại một phần nữa là bây giờ mở channel ra bắt đầu một cái mình là chỉ là giống như mình đi tiểu bang khác hay là mình đi Việt Nam mình mở channel riêng của mình thôi. Còn đã chơi với anh em ở đây rồi á, mình mở channel ra là bắt đầu là anh em không chơi nó rất kỳ lắm. Nhiều cái tình bạn tình anh em nó không giữ hơn cái channel đó. Channel này chỉ là cái tay trái. Channel chỉ là cái nhiều cái trái là thích thì làm, không cái tôi. Cái gì cũng thương hết trơn. Còn bây giờ mở ra công ty đó không chơi với anh em nữa thôi. Trường, phê phiêu có cái bài quốc ca phê phiêu á. Trời lộn. Á gì chú à, ba. Còn có gì vui chúng ta không nên sợ. Nhưng mà bây giờ á mà có triệu view đưa cho đó rồi đã mở liền à. Cái đó là vậy đúng không? Có nhiều cái không, tại vì heo nó busy lắm các bạn. Nó đi nó còn thiêng liêng hơn cái YouTube channel. Nó làm 7 ngày tuần này nọ. Bây giờ bà Hương vlog mở channel nó qua nó ăn chùa sướng thấy mẹ luôn, mở channel chứ đúng không? Cũng được lên phim đúng không? Ừ, cũng được phim. Ừ. Phim nhiều khi cảm động quá. Nhiều khi có nhiều anh em khóc luôn đó, nhiều khi anh em khóc luôn. Không, bây giờ anh em lên thích mình á. Má nhiều khi bây giờ coi cái channel của anh Tí, nhiều khi bây giờ fan của anh em còn nhiều hơn fan sao quán luôn mà. Sao quán nó vô duyên quá mà. Anh em dễ thương quá. Thoải mái đi, thoải mái. Cái chỗ mà tình anh em sao, thiên liên. Tình em chúng ta chắc có bình lâu. Thiên liên, chữ thiên liên. Ở đúng rồi, nhiều khi nói thiên liên hơn. Đúng rồi, đúng không? Bây giờ nó không? Cảm động. Cái YouTube channel đó cũng giống như vậy mà. Đây là cái tức chỗ thì làm còn tức thì thôi. Cái chỗ gì tình anh em sao? Tình ông em rất thiêng liêng. Ôi,
anh cảm động. Anh má bây giờ chắc là anh chịu chắc là em. Chờ nó nói sao? Rỉa lý. Phải chùi mắt. Rỉa lý. Nãy giờ mở channel ra cái là mắt bắt đầu. Sao cái tình anh em quan chia chơi luôn. Tình em nó lại cái tiền liền lắm. Tiền liền lắm. Ông đang dĩa anh dĩa. Má lầy lầy. Kỷ niệm. Kỷ niệm lắm anh. Ai? Anh cảm động, anh sẽ ghi nhận cái YouTube channel này. Cái này nó chỉ là cái nghề nó chọn mình chứ mình không phải chọn cái nghề anh. Cái nghề tay chánh của mình là tay phải thôi. Cái này là chống lâu lâu mà nó tay phải là chị Năm hả? Chị Năm hả? Không, tao hai tay lận. Cái này nó đung mây đung gió vô lâu lâu mình vô một cái thôi. Chứ còn bây giờ mở ra fan nghe fan thích quá trời. Fan nghe nói chuyện vui chứ quá. Còn bây giờ mình sao mà làm ra được? Làm ra làm sao bây giờ làm ra phải đưa thì mày làm đi, giờ mày đưa tao 5 năm easy. Rồi, nhưng mà anh tí anh lăn xe mình lên rồi làm sao chứ bây giờ chẳng lẽ bây giờ tự nhiên làm thôi không làm đâu. Không làm. Bây giờ Hùng Hạp với anh Thi đi mở channel hai người nè đó. Ổng Hùng với ổng hả? Chắc tao quay phim quá, tao không nói đây. Tao nói nhiều mà ổng dành nói hơn tao, ổng nói nhiều hơn tao thì chắc là xong. Nói luôn bánh cho này. Cái chỗ tình cảm mà này. Thiên liền á. Thì nói được đi ông khóc hả chưa? Đúng rồi, tình cảm em, tình cảm nó thiên liền. Đi đó, tình cảm đó, cái tình cảm này nó thiên liêng nhiều hơn là cái quay. Tình cảm của mày. Đúng rồi, cái gì ngoài hiểu rồi. Thiên liên. Thiên liên. Thiên liên. Thiên liên. Mà để cái dĩa mồi có hai cục thịt là mày gấp mẹ hết hai cục. Lại thả ba chưa thấy bây giờ là giường tao cùng nào. Em như quỷ vậy đó. Em chưa kịp hửi nó ăn nuốt có hai cục. Đó. Đó xương rồi thấy không? Cảm sao ngã hả? Nhiều khi mà ăn uống mà nhiều khi nói thiệt anh em đừng buồn nha. Má nhiều khi con chó phải hận nó. Má nó ăn nhiều khi chó này không có gì cho con chó ăn hết. Không phải con chó nó giận luôn. Quắc 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 đuôi đứng chờ xương quăng xuống ăn rồi. Má buồn quá. Nghe luôn xương. Tạm nhanh luôn xương mà buồn quá bỏ đi luôn. Mày với ông Tý giống nhau lắm á. Buồn quá bỏ đi luôn. Ăn tí chó chê luôn á. À mà nói thôi, thiệt ra mình là nó không làm đâu nha. Tình cảm sao? Đó, thấy không? Tâm sự của heo rồi đó. Mình chỉ chờ khi nào mà anh em yêu mến channel này á, anh em lên ủng hộ cho anh Tý lên no, một heo, fan. Heo bây giờ đang 3.000 fan, bây giờ heo mà lên 5.000 fan là heo mới mở channel. Đâu, không mở đâu. Đụng mấy channel bán cắm heo chứ bán gì đâu. Heo nhạo mẹ. Ê, tao bán cắm heo, má nhiều khi có má mà tàu bay đi á. Giỡn thôi à, không ghê đâu. Máy bay, đừng có tàu bay, tao tưởng chiếc tàu. Em ở quê à, em ở quê lắm. Em ở nhà quê mới lên mà. Quê. Tàu bay. Máy bay. Tàu bay. Rồi lầy quá, sáu lúc rồi, lầy quá. Rồi ok, nói chung thì bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi nha. Thì mấy anh em cũng lé le thôi. Bây giờ chắc mới cũng... 10 giờ 52 mày xạo nữa đâu. 10 giờ 52 nè. Ồ vậy hả? Em đoán thôi. Mới 10 giờ 52 nha các bạn. Cái gì mà tương á. À, mấy ông hối, mấy anh hối khó tính quá. Ok, cũng được. Ok, anh Tý có gì nói với fan nè. Chơi nó ăn câu nó chơi lại. À, có nhiều fan lên hỏi anh Tý tùm lum chuyện á, chuyện này, chuyện nọ, chuyện Tam Phương Tứ Hướng. Anh Tý có gì nói không? À, vợ em ở bên Mỹ, em ở bên Việt Nam, em chưa qua Mỹ, giờ giấy tờ làm sao? Đùng anh Tý đâu phải biết tờ Google đâu, gì không biết mà em. À, cái xe em ship qua Mỹ, bây giờ cái máy còn giữ lại bên Việt Nam. Anh Tý biết cách nào không? À, trời ơi, đủ ông Tý ông nội hả? Rồi cái gì chai bia em uống bây giờ cái mạc nó bị chóc hết rồi, giờ em phải làm sao để dán lại. Rượu uống hoài không xỉn là sao? Đồ cái gì mà hỏi anh Tý, anh Tý biết đường nào trả lời ta. Anh Tý đâu phải Mr. Google đâu. Bây giờ bất cứ muốn cái gì á, Google.com đúng không? Ừ, hỏi. Đúng rồi. Trời, cứ nhắn tin gọi hỏi anh Tý đâu biết đâu. Anh Tý đâu phải là thần thánh đâu ta. Đúng rồi, anh chỉ là một người hối bình thường thôi. Anh không có gì hết á. Anh chỉ là một con người bình thường. Ít tóc. Đúng rồi, anh không có gì hết. Mấy bạn muốn gì Mr. Google.com, ok? Cái gì vậy? Hỏi Tý email, hỏi nhắn tin hỏi. Nhiều khi mấy bạn hỏi ảnh cái bực quá anh chửi mình. Tại vì mình là người check email. Ủa kỳ ấy, sao tự nhiên mình bị chửi kỳ ấy? Rồi bỏ qua đi rồi sao? Ê, còn này nè. Gì nữa? Những cái gì mà YouTube hay là fanpage hay là cái gì làm Sơn Hà nó cần chỗ nha, chứ không phải anh Tý cần chỗ đâu nha. Đừng có gì rồi. Thôi phải cần chỗ. Anh cũng đọc nhưng mà em là người trả lời vậy thôi. Anh Tý đâu có thời gian đâu đọc. Rồi thôi giờ mình qua. Mày quay khúc mà anh lên bắt bướm rồi. Qua ba chân heo nè. Bắt bướm gì? Bắt bướm nha luôn. Ôi anh tưởng bắt bướm là lấy cái tay bóc chứ. Bóc bướm chứ. Nãy giờ nó quay lại. Anh lấy cái đồ xịt mũi xịt cái. Sao không trời? Ê, tình bạn thiêng liêng lắm á.
Mẹ rồi. Học đây. Má tôi mạng tiền lên nữa hả? Má. Má giờ. Thôi giờ nè, giờ phải ăn heo nè. Phải quá, giờ hỏi em tí mà đi hết giấy rồi sao nữa mới đầu á. Má đi vô Costco đi ông nội. Chứ sao giờ? Thôi bây giờ pha có nhiều fan nói bây giờ quay nhậu nhẹt vui hơn quay về xe. Mà nãy heo có nói gì nè, giờ nếu quay nhậu hoài thì sao? Ồ dạ. Ồ có nhiều anh em á, mấy anh em á mà nói là thôi anh tí đừng có review xe nữa, coi review xe lâu lâu còn lần hơn review ăn nhậu đi rồi nó vui hơn này nọ kia hơn. Má anh tí là mỗi ngày bỏ lên YouTube một tập mà review ăn nhậu là phải ăn nhậu mỗi ngày một tập. Má chắc đó về với Chúa sớm quá hả? Má ăn nhậu mỗi ngày mà review một ngày một tập ăn nhậu mỗi ngày là má có là hay quá Chúa. Vô hay quá heo về với Chúa sớm liền rồi chứ không cầu đường nào mà trốn đó. Má là tình bạn thiêng liêng quá. Nếu mà mấy bạn nói vậy là cái chừng một tuần sau là không có mặt mình nữa là biết rồi đó. Một tuần sau, hai tuần sau là một tháng sau là không có mình nữa rồi đó. Nói chung thì mấy anh em bên đây một tuần clip nhậu chắc chừng được 4 cái thôi nha. Cũng phải nghỉ 2-3 ngày chứ bạn nghỉ sao mà mỗi ngày sao mà được. Cũng phải nghỉ 2-3 ngày. Ít nhất là 2-3 ngày. Ê lộn mà nhiều nhất là 2-3 ngày lộn. Không, nhưng mà nhiều khi mà không ăn nhậu 2-3 ngày ngứa lắm, người ngứa quá. Đúng rồi, giống như 2 ngày hôm nay đâu có nhậu ngứa. Ngứa dã man. Sao nói không nào được nghỉ mừng lắm. Hôm nào được nghỉ mừng lắm. Em không, em mà nghỉ mà em để lên xe mừng. Ê bây giờ nhậu với ngày mai là đã có đồ sẵn rồi đó. Đúng rồi. Có lẩu thái rồi. Ai có lẩu thái của bà Hương rồi đó. Không nhậu nó mừng. Anh Tý nói gì hay em nè, anh nói à. Bữa nhậu là bình thường, không nhậu mới là ghê. Không nhậu mới là ghê đó. Đấy, nhậu là bình thường mà không nhậu là bất thường. Bất thường. Mày nhậu nhiều á là khinh thường luôn. Nó khinh thường luôn. Thứ năm gì? Thứ năm, thứ sáu không được nhậu mừng quá trời luôn á. Mừng hay là buồn? Mừng. Nhậu nhiều quá thấy mừng đâu. Hôm nay mấy anh em uống rượu moonshine nha, moonshine. Cái này là cái vị táo. Thứ năm thứ sáu là trong nằm ở nhà mà không nhậu thiệt, nhưng mà trong lúc nào trạng thái không đang là sẵn sàng này không? Một gọi nhắn là một tin nhở, tin nhắn mừng là không? Cái gì? Không gọi một cái là mẹ chạy lên. Thôi giờ pha, giờ heo chào pha cái đây nè. Thích thì đến, không thì đi. Nhưng mà thích thì like, thích subscribe hả? Thích thì đến, không thì đi. Không, nhưng mà đó là chỉ là phong cách của Lê Bảo Bình thôi. Cái bài hát là cái đó là chỉ bài hát của Lê Bảo Bình là thích thì đến, không thì đi là cái bài hát là cái phong cách của Lê Bình hơn. Còn phong cách của heo và phong cách của anh em mọi người đây, thích thì subscribe mà không thích thì like. Đó, đúng không? Thích thì like, không thích thì subscribe. Thích thì like, còn không thích thì subscribe. Còn thích thì đến, không đi là phong cách của Lê Bình. Mai mốt mà mấy bạn nhấn add fan fan heo nhiều nhiều nha, để heo lên 5,000 fan là heo tạo channel á. No. Bỏ channel đi, không tập đâu. Tình bạn thiêng liêng phải không? Tình bạn thiêng liêng hơn. Khóc rồi, mày khóc. Tình bạn nó thiêng liêng hơn cái channel. Cái channel YouTube này là gì? Tình bạn nó thiêng liêng hơn. Khóc đi anh thấy. Khóc đi. Ngại luôn. Sao ạ? Cảm động. Anh cảm động. Đó. Mày nói cho nó cảm động chút xíu rồi. Cái tình bạn á, nó nhiều khi nó thiêng liêng hơn là cái YouTube channel này. Nhiều khi YouTube channel này mình tạo ra mình làm gì đó, anh em vui, fan vui, nhưng mà tình bạn tình nó nhiều hơn, đúng không? Khóc đi. Xong. Nói chung là vậy anh em. Rồi. Ok, pha heo thay mặt tí Sơn Phan chào mấy anh em nha. Ok, bye em. Rồi. Thích thì like, còn không thích thì sub. Chứ không phải bật tay. Surprise. Lên nó ghế vậy. Không, bật tay anh. Bật tay Sơn Phan thôi chứ mình đâu bật tay. Bật tay Sơn Phan chứ. Bật tay đây, đây chào Phan đi ơi. Chào mấy bạn. Mấy tình yêu, các bạn yêu quá. Rồi. Quý vị. Ok, tí chào gì không? À, anh Linh nè, rồi cảm ơn Linh chủ nhà nha. Hôm nay cảm ơn anh Hà nha. Linh đẹp trai. Anh Hà nấu lẩu cho mấy anh em. Anh Hà 18. Ai có biệt danh hết á. Linh đẹp trai, Hà 18. Rồi, anh Tí hói chào bạn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, Tú có chào ai nè, tơ tướng mai. Anh kìa. Có ai chào mọi người đi nè. Rồi, rồi. Quay gì nhiều xíu đi. Kiếm bún liền. Anh em mà gần gần đây nha, lúc nào chỉ cần nhắn tin anh Tý ơi, ngày nào anh Tý nhậu, ok, tối đó tụi em chạy qua thiếu tình, ok. Fairfield anh Tý, welcome liền. Bay qua cũng được ha, bay qua cũng được. Bay qua cũng được, quay qua nhậu với Fairfield mà. Sao bay qua, tụi bay khác xa, bay qua chơi cũng được mà. Đó, đó. Nhậu xong rồi mà bay vậy. Tụi bay khác bay qua chơi cũng được, bất cứ ở đâu nơi trên nước Mỹ. Giống như là khoảng
7 giờ đó mình bay qua mình nhậu xong rồi cái 9, 10 giờ là mình bay về. Rồi là máy bay chạy binh đó hả? Đâu, no, mình có máy bay riêng này nọ. Máy bay tới. Cái của tôi chạy bằng xăng mà để dưới nước á. Không, máy bay của em không bay tới, máy bay em lên dây cót không lên tới, không bay tới. Không đâu, hình sao nó có chiếc. Nó có chiếc máy bay mà nó bay quay vòng vòng. Anh em theo feel là open nó welcome lắm. Yeah, mấy anh em là rất là welcome nha. Ai mà tiểu bang khác tới như Di nào tới xịt qua nào đó, anh em lúc nào cũng welcome. Di đã làm luôn, còn anh em mà muốn qua đây nhậu, qua đây chơi về cây xanh là gì? Ohio welcome. Yeah. Qua đây chơi. Mà Di nó có tình. Còn nếu muốn ở lại luôn anh em có thể giúp đỡ tình. Nhà heo. Nhà heo như phòng nhiều lắm, nhiều heo là có một chỗ à. Không yếu nói là anh em giống như là muốn qua bên này mà giống như là ở mà thích qua chơi xong ở mà thích nếu mà được, ở thích chơi luôn đó thì anh em trong này cũng có thể giúp đỡ một thời gian đầu. Phe phiêu không có gì ngoài nhậu. Không có gì nhưng mà nói thẳng luôn nha anh em, mà nó ăn nhậu đừng qua nha. Qua luôn cũng đi, đừng qua nha, giống như Duy để nó ăn nhậu đúng. Sai lầm, bị dụ anh em là phải ăn nhậu mới qua. Ăn nhậu mới qua nhưng mà lầy quá nha. Nhậu phải làm nha, chứ phải nhậu nhậu mà lầy là qua ở với anh Thi, không vui chơi nhưng mà không có nhiệm vụ là được. Đúng rồi, bao phòng luôn, bao phòng luôn. Nhậu mới vui. Chứ không nó nhậu qua nó chán, nó đồ đi hoài, nó đồ đi chỗ khác hoài à. Đồ về Việt Nam ở luôn mà, đồ về Việt Nam ở luôn mà. Đồ nó đồ hoài nha, qua nhà bà 8 bà 7 vậy luôn, tôi mới mệt. Thôi cũng dài rồi nha, thôi chào mấy fan nha, mấy anh em nhiều. Hẹn clip sau nha. Rồi bye bye. Bye bye bye, tí bye. Đi nha.